tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu vứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa? Điều ấy đâu được phép. Người đáp: các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng đế Abiata, ông đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp: ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta nhớ lại sách Samuel một chút. Thứ hai tuần trước tôi có lược qua về sách Samuel. Và trong sách này chúng ta thấy có ba nhân vật chính. Đó là Samuel, Saul, vua đầu tiên của nước Do Thái, và David. Và hôm nay chúng ta thấy xuất hiện nhân vật thứ ba, David. Hôm qua chúng ta nhớ lại Saul đã phạm tội rất nặng, tội bất tuân Thiên Chúa. Ngài nói, ngài sai Samuel nói với vua Saul: vâng lời thì hơn của lễ. Ông ấy bất tuân, ông không tuân phục lệnh Thiên Chúa. Và chiều hôm qua là Thiên Chúa nói với Samuel là ngài gạt bỏ Saul, không còn cho ông ấy làm vua nước Do Thái nữa. Và khi nghe như vậy thì ông Samuel về ông khóc. Ông khóc vì ông buồn. Người ông ấy sức giàu, người Thiên Chúa chọn, bây giờ Chúa lại loại bỏ. Ông khóc. Và khi ông khóc như vậy thì Chúa bảo ông khóc đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó rồi? Mà ở đây chúng ta thấy khi Thiên Chúa còn ở thì có thần khí tốt, mà khi Thiên Chúa gạt bỏ thì thần khí xấu nhập vào. Ở đây chúng tôi nói thần khí tốt đó là ơn của Chúa Thánh Thần, là thần khí xấu có nghĩa là ma quỷ. Và theo quan điểm của Đi Nha Siêu thì đó là thần lành và thần dữ. Và ngày hôm nay Thiên Chúa nói với Samuel đi tìm người để thay thế cho Saul. Ông lên đường, ông đi tới Bethlehem. Nhưng ông Samuel thì ông cũng sợ, cho dù là tư tế nhưng vẫn dưới quyền vua. Tư tế không quyền, bởi vua là người lãnh đạo cả dân. Và vì vậy cho nên ông ấy muốn đi nhưng mà ông sợ. Ông bảo với Chúa đi thế nào được đi, nhớ may ông Saul không biết thì ông ấy giết chết rồi. Nên Chúa mới bày ra, Chúa bảo đâu có gì đâu. Người cứ nói với Saul rằng, người lấy một con bò cái, người đi xuống Bethlehem để người dâng lễ tế cho Thiên Chúa. Thì Saul không làm gì được cả, bởi vì ông ấy chiêu toàn cái chức vụ tư tế của mình là dâng lễ. Thế là Saul không có làm gì được. Và vì vậy bắt ông đi. Đi đến nhà Jesse theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Ở trong cái đoạn này chúng ta khám phá ra hai điều rất quan trọng trong ơn gọi. Thứ nhất, khi Samuel tới với nhà ông Jesse để có thể sức dầu cho những đứa con của ông ta mà không biết ai, Chúa chưa có mặc khải, Chúa chỉ bảo đến đấy thôi, rồi cha sẽ chỉ cho cái người đấy. Và khi đến đấy thì chúng ta nhớ một điều rất quan trọng là tất cả các tư tế ở Bethlehem, các kỳ mục run sợ ra đón Samuel. Ngài Samuel là một tư tế lớn, học trò của Eli. Cho nên chỉ sợ ông đem, ông tới ông ấy nói điều ác đấy. Cho nên hỏi ông đem điều ác hay điều lành, ông đem bình an hay sự dữ. Và hôm nay tôi đến tôi đem bình an. Nhưng mà các ông phải thanh tẩy để giữ ghi lệ. Ở đây chúng ta thấy cái từ thanh tẩy là quan trọng. Để có thể tiếp cận được Thiên Chúa, để có thể gặp được Ngài, thì họ phải thanh tẩy.
Và khi ông Samuel nói với ông Jesse và con trai ông ấy mời đến dự lễ, thì những đứa con của ông Jesse cũng phải thanh tẩy. Ông Jesse cũng phải thanh tẩy. Như vậy điều đầu tiên để chúng ta có thể tiếp cận được với Thiên Chúa, hay là người Do Thái chúng ta có thể tiếp cận được với Thiên Chúa, đó là họ thanh tẩy. Thanh tẩy để tâm hồn không còn tội, thanh tẩy để mình trở thành con người mới, thì mới có thể tiếp cận được Thiên Chúa. Mà nếu con người cũ thì không thể gặp được Thiên Chúa. Con người mang trong mình đầy tội lỗi thì không gặp được Thiên Chúa. Đó là nét đầu tiên mà chúng ta nhận ra ở trong cái đoạn sách này. Rồi khi đây ở trong sách ghi rất rõ đây, ông thanh tẩy ông Giê-xê và con trai ông ấy và mời họ đi dự ghi lễ. Phải thanh tẩy. Ở điểm thứ hai chúng ta thấy, nhìn thấy đứa con cả, anh Elias, to, cao, cũng đẹp trai đấy, không phải xấu đâu. Thế ông tính đem dầu ông đổ, không phải, anh này không phải đâu. To cao thật đấy, nhưng mà ta không chọn. Thiên Chúa không nhìn dáng vẻ bên ngoài, mà Chúa nhìn ở tâm hồn. Chúng ta nghe lại. Đức Chúa phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thấy tận đáy lòng. Cũng chính vì vậy mà Isaiah mới có một điều này. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Thiên Chúa cao hơn tư tưởng của con người bấy nhiêu. Cái nhìn của Thiên Chúa không giống cái nhìn của con người. Cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn của đấng tạo hóa. Cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn của đấng giàu lòng thương xót, của một người cha đối với con cái của mình, chứ không phải là cái nhìn của một con người. Chúng ta nhìn thấy người ta vóc dáng đẹp trai, cao to lớn, chúng ta bảo đấy cái anh đấy đấy, không phải đâu. Chứ không nhìn như thế. Và sau khi Jesse đưa tất cả những người con của mình, đưa hết những đứa có mặt ở nhà, nào là đứa anh thứ hai, rồi đứa anh thứ ba, cuối cùng đưa luôn cả 7 đứa anh em ra, Samuel lắc đầu, chả có đứa nào trong đứa này cả. Thế nhà ông có bằng này đứa thôi à? Bằng này anh con trai thôi à? Ông Jesse bỏ không, còn thằng út nữa, đi chăn chiên. Thường đứa út là hay bị bắt nạt. Anh chị em ở nhà bắt em đi chăn chiên đúng không ạ? Anh thì ngồi chớm trễ đấy, bắt em đi làm tất cả mọi cái, không làm là bị vụt. Thế thằng em này biết thân phận thôi đi chăn chiên chứ bây giờ làm sao bây giờ? Tôi nghĩ vậy. Nói như thế tôi không biết tôi thân phận đây là con út. Mà tôi cũng không có phải làm nhiều, cũng làm nhiều đấy, nhưng mà không làm nhiều như David đâu. Tôi bảo đảm những cái ông anh là ai là người anh mà có em là bị bắt nạt ngay thôi. Ăn thì ăn cũng ăn to hơn. Mẹ chia cho cái bánh là mình cũng phải dành cái bánh phần lớn. Phải đi làm thì bắt em đi làm, chứ còn anh là ngồi đấy. Tôi bảo làm điều đấy. Trên David ở trong cái tình trạng này thôi thì anh bảo đi làm thì vâng lời đi làm. Thì khi David trở về thì chúng ta thấy sách thánh kể lại cái hình và dáng của David. Anh này có mái tóc hung. Ngày hôm nay người ta xài nhiều mái tóc hung lắm. Xịt đầy cái thứ vàng vàng ở trên đầu. Lúc thì vàng trắng đỏ đen đầy cả. Rồi đôi mắt đẹp. Đôi mắt đẹp thì không biết đẹp theo kiểu người Do Thái như thế nào. Nhưng mà đẹp của người Việt Nam thì chắc đẹp của người phụ nữ thì là chân mày lá liễu, lại mắt gì đấy, mắt bồ câu, chắc có lẽ là mắt tròn sáng, có sức, có cái nhạy bén. Cái đẹp ở đây không phải chỉ là đẹp bên ngoài, mà cái con mắt đấy biết nhìn xa trông rộng, có cái sức. Bởi vì con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi người ta nhìn vào mắt của mình, người ta biết mình như thế nào. Cái con mắt đấy phản ảnh cái con người. Đó là mắt đẹp.
rồi có khuôn mặt xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt xinh xắn. Và Đức Chúa nói Samuel đứng dậy xức dầu tấn phong cho David, một em út trong nhà. Ở đây chúng ta tìm ra một điểm, việc chọn gọi hay không là của Thiên Chúa. Việc chọn hay không là của Thiên Chúa, anh không được ghen, anh không được bảo tại sao Chúa chọn tôi, Chúa không chọn anh này, tại sao cái anh cả Eliab này hoặc là anh Abinadab không được nói với David, cũng không được trách mà Samuel, tại sao anh lại chọn nó, tại sao Chúa lại chọn nó không chọn tôi là con cả phải chọn tôi. Quyền chọn hay không đó là quyền của Thiên Chúa. Việc chọn gọi là của Thiên Chúa, không phải của con người. Ngay cả tư tế Samuel cũng không có quyền quyết định để đổ dầu cho ai, mà Chúa chỉ cho ai thì ông này đổ dầu, vị tư tế này đổ dầu cho người đấy. Cho nên việc tuyển chọn là đến từ Thiên Chúa chứ không phải đến từ loài người. Qua một đoạn văn ngắn này, tôi tìm ra hai điểm thôi. Tôi xin ông bà, còn nhiều nữa để tôi phân tích Kinh Thánh, nhưng mà tôi chỉ xin ông bà anh chị em hai điểm này. Muốn tiếp cận Thiên Chúa, muốn gặp được Thiên Chúa, muốn cử hành hy lễ cho Ngài, nghĩa là ngày hôm nay muốn dâng thánh lễ để Thiên Chúa nhập lời, tôi xin ông bà anh chị em thanh tẩy. Nghĩa là chúng ta cố gắng hết sức để chúng ta không phạm tội trong ngày, dù tội lớn hay tội nhỏ. Và vì vậy trong thánh lễ chúng ta có nhiều lần để giáo hội nhắc nhở chúng ta thông hồn. Mà ngay đầu tiên trước khi dâng thánh lễ, giáo hội mời gọi chúng ta thông hồn trước tiên, đó là thanh tẩy. Rồi trước khi rước mình máu thánh Chúa, giáo hội cũng mời gọi chúng ta thanh tẩy. Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội dân gian, xin thương xót chúng con. Chúng ta đọc chúng ta phải hiểu, xin Ngài thanh tẩy, thánh hóa để chúng ta gặp được Thiên Chúa. Điều kiện thứ nhất. Và bài học thứ hai, đó là việc chọn gọi hay không là của Thiên Chúa. Chúng ta không có quyền bảo Chúa chọn người này, Chúa chọn người kia. Và vì vậy nơi giáo hội của chúng ta không có chuyện bầu bán các linh mục, không có chuyện bầu bán các giáo mục. Một cộng đoàn không có bầu linh mục được, không có. Linh mục đến từ Thiên Chúa, đến từ giáo hội. Và vị tư tế là được Thiên Chúa tuyển chọn. Một cộng đoàn không thể bầu linh mục được. Hôm nay thích bầu linh mục này lên, mai sẽ hạ bệ xuống bầu khác lên, không có. Giáo hội không có chuyện đấy. Tên gọi là đến từ Thiên Chúa. Tên gọi linh mục, tên gọi tu sĩ đến từ Thiên Chúa, không đến từ con người. Và Ngài nhìn không phải là cái dáng vẻ người đó cao, đẹp trai, học giỏi không. Việc chọn hay gọi là của Thiên Chúa, không phải của mình. Mình bảo sao cái anh đấy học giỏi thế mà không làm cha, Chúa không chọn. Chúng ta vẫn nói thế. Sao ông đấy lù đù thế mà làm linh mục, của cái việc đó việc của Chúa. Và khi lù đù làm linh mục, khi mà chịu chức xong rồi thánh thần đầy xuống này, xây mấy cái nhà thờ, làm việc tốt lắm, vấn đề phục vụ. Chúng ta không thể nhận ở bên ngoài là vị linh mục đấy lù đù rồi không làm được việc, không phải việc của Chúa, không phải việc của mình. Là như vậy chúng ta xác tín các linh mục gửi tới cho cộng đoàn trong các giáo xứ là người của Thiên Chúa, không phải người của nhân loại, đến từ Thiên Chúa đấng tư tế. Và như vậy vị linh mục đấy có thế nào chăng nữa thì cũng được Thiên Chúa đã chọn gọi, và việc chọn là của Thiên Chúa. Và chắc chắn là Chúa không lầm khi Ngài chọn con, chắc chắn điều đấy. Chứ nếu mà nói như vậy xong các vị, các ông bà anh chị em bảo sao 12 tông đồ lại không bán Chúa, Chúa cầu nguyện suốt đêm chọn là sao lại nói với ông Giuđa, ông lại bán Chúa. Ở đây nếu chúng ta nói thêm một tí nữa thì chúng ta lại thấy rằng Ngài chọn, Ngài gọi đối tượng đấy, nhưng Ngài vẫn
tôn trọng cá tính và sự tự do của nhân vật mà Ngài chọn. Đây mới là yếu tố con người. Đây mới là điều Thiên Chúa tôn trọng cái nhân vật mà Ngài chọn. Tôi lấy ví dụ, Ngài chọn tôi làm linh mục, Ngài không thay đổi cá tính của tôi. Ngài không thay đổi tính tình của tôi xưa nay, Chúa dựng như thế nào, tôi được giáo dục như thế nào, tôi ảnh hưởng môi trường giáo dục như nào, Chúa không có thay tôi 180 độ, tôi vẫn là tôi. Tư cách của tôi vẫn là tôi, tính cách của tôi vẫn là tôi. Ngài không thay đổi tôi, cái tính của tôi. Không, Ngài không thay đổi. Ngài tôn trọng cái cá nhân, cái cá tính của vị Ngài chọn. Và Ngài cũng tôn trọng sự tự do của vị đấy. Cho nên khi Ngài chọn gọi mà vị đấy có đi lầm đường lạc lối thì đó là sự tự do của vị đấy, mà Chúa không bao giờ Chúa cản đường tự do đấy. Chúa chỉ nhắc nhở thôi, chứ Chúa không cản sự tự do của người ta. Chúa không chặn sự tự do của người ta lại. Là như vậy chúng ta mới cắt nghĩa tại sao bà Eva thò tay hái trái cấm mà Chúa không vụt cho một cái. Không, Chúa không có vụt. Chúa không có lấy cây Chúa đập cái tay. Không, Chúa để cho anh tự do. Và Chúa cho anh nhận thức đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái, để anh có thể anh chu toàn cái bổn phận của mình. Và như thế chúng ta mới cắt nghĩa được tại sao trong 12 tông đồ vẫn có một vị mà phản bội Đức Giêsu Kitô. Bởi vì anh đi theo cái tự do của anh. Ngài không cản ngăn sự tự do của vị linh mục hay của vị giáo mục. Ngài vẫn để cho các ngài sự tự do. Và cái cá nhân, cái cá tính, cái hữu thể đấy, Ngài không thay đổi họ. Ngài dùng cái cá thể đấy, Ngài dùng cái tính cách đấy, Ngài dùng cái sự tự do đấy như dụng cụ để mang lại ơn cứu độ hay cử hành hy tế thay cho giáo dân, thay mặt Ngài làm cho giáo dân. Như vậy một đoạn sách rất ngắn, chúng ta thấy từ trong giáo hội rất nhiều. Và điểm thứ ba chúng ta, tôi xin nhắc nhớ ở đây, tất cả các vua ngày xưa đều phải được sức dầu do giáo hội. Và vì vậy khi hôm trước tôi có nói ngày đầu tiên cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất, tôi có nói tới vua Henry thứ 8 của nước Anh đó. Khi mà ông ấy được giáo hoàng sức dầu làm vua, rồi về lấy vợ. Sau khi lấy vợ xong có hôn phối đàng hoàng, rồi ông ấy bỏ cái bà vợ thứ nhất, ông ấy qua bên tòa thánh, ông xin lấy vợ thứ hai. Đức giáo hoàng không cho, bởi vì ông đang có bà vợ kia còn hôn phối. Cho nên ông vua Henry thứ 8 về nước Anh thành lập thành Anh giáo. Chúng ta mới có cái giáo phái Anh giáo với bên Anh giáo. Đó, cho nên chúng ta thấy ngày xưa tất cả các vua muốn làm vua đều được Đức giáo hoàng sức dầu. Đây là hình ảnh của cựu ước để lại ở đây. Samuel đi sức dầu cho Saul, rồi Samuel đi sức dầu cho David. Chúng ta nhớ những điều đấy để khi chúng ta đọc lại trong lịch sử giáo hội, chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh, thì chúng ta thấy hình ảnh của Thiên Chúa rõ dần. Và tới thời Tân Ước, Đức Giêsu Kitô mặc khải trọn vẹn tất cả những gì ở trong cựu ước còn thiếu, hay họ chưa đủ để lãnh tất cả những cái gì mà Thiên Chúa mặc khải.